Hello, em xin chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu đến cả nhà lô bông trang Mỹ Hồng. Đây, anh này là anh cao từ 1, 2, hơn 2 gang tay của em ạ. Mỹ Hồng. Em cũng xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã ủng hộ Mỹ Hồng em trong thời gian qua. Thì trong thời gian qua cũng có rất là nhiều khách mua bông trang Mỹ Hồng bên em. Có khách thì mua 20 cây, 5 cây, 10 cây cũng có. Có khách mua 30 cây, 40 cây, 5, 60 cây cũng có ạ. Và em cũng được một đơn hàng là một anh khách mua 200 cây Mỹ Hồng là về Tây Ninh. Thì bây giờ cả nhà xem cái lô Mỹ Hồng này rồi ủng hộ tiếp em ạ. Đấy. Anh Mỹ Hồng này cả nhà. Anh Mỹ Hồng hiện tại là chậu này là chậu chính ạ. Chậu chính này là ảnh cao 4. Hơn 2 gang tay của em. Hơn 2 gang tay của em thì là ảnh cũng tầm 45 cho đến 50 cm ạ. Đúng không? Cây Mỹ Hồng rất là chắc. Cái này xem. Em cầm muốn không nổi luôn. Thì một tay quay một tay em giới thiệu đến cả nhà cho nên anh hơi bất tiện một xíu nhưng mà vẫn được ạ. Là lô này của bên em là tầm khoảng 200 cây nha cả nhà. Cả nhà mua được nguyên cây em giao số lượng sỉ thì giá ưu đãi ạ. Còn cả nhà mua lẻ thì bên em vẫn bán ạ. Mà lẻ thì giá sẽ bán lẻ và khách thì phải chịu phí ship ạ. Còn cả nhà mua số lượng sỉ thì bên em sẽ giao ship và bao bao ship giao tận nhà. Cái lô Mỹ Hồng cả nhà mua ủng hộ tiếp bên em. Dạ thì bây giờ là em để giới thiệu cho cả nhà là cái lô bông trang Mỹ Hồng. Cả nhà mua ủng hộ thì cả nhà inbox vào số điện thoại Zalo em để trực tiếp trên tiêu đề là 0911643600 hoặc là cả nhà gọi trực tiếp số điện thoại đó của em cũng được ạ. Rồi em cảm ơn cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương ủng hộ kênh YouTube của em trong thời gian qua. Khách hàng nào cũng như khán giả nào lần đầu tiên xem kênh YouTube của em thì cho em xin một like, một lượt đăng ký và bấm vào cái quả chuông kế bên cái chữ đăng ký á để mỗi khi em ra video mới quay những cái bông á, những cái bông trang rất là đặc sắc, những cái bông mà ảnh nở hoa lên nhìn rất là vui vẻ, nhìn nó hoa mình cảm thấy yêu đời, cho nên cả nhà đăng ký ủng hộ kênh em nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye cả nhà.